Các bạn ổn định chỗ ngồi, chúng ta bắt đầu trong cái buổi khai mạc hôm nay. Kính thưa giáo sư Anap Siêu, kính thưa phó sư Khu Thị Khánh Dung, kính thưa tất cả các bạn, trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái chủ đề là khám sàng lọc và theo dõi phát triển thần kinh cho trẻ sơ sinh nguy cơ cao như thế nào. Và như các bạn cũng biết thì hàng năm ở tại Việt Nam của chúng ta thì có khoảng hơn 100.000 em bé sơ sinh đẻ non tháng, tức là chiếm một cái tỷ lệ theo như số liệu báo cáo của UNICEF là khoảng độ 7%. Thế và với những cái số liệu này thì chúng ta cần phải lo lắng gì cho những em bé sơ sinh ở trong cái giai đoạn đầu đời cũng như là giai đoạn sau đó? Thế và ở tại Bệnh viện Nhi Trung ương thì chúng ta tiếp cận khoảng độ 4.000 đến 5.000 em bé sơ sinh trong một năm. Thì trong đó thì có khoảng độ 400 đến 600 em bé là ở cái nhóm là sơ sinh cực non tháng là dưới 1.500 gram. Và hiện nay thì có rất là nhiều những cái tiến bộ trong hồi sức và điều trị ở trẻ sơ sinh thì đã làm tăng cái tỷ lệ sống sót của cái nhóm cực non tháng và nhóm sơ sinh có bệnh lý nặng phức tạp. Thế tuy nhiên thì tất cả những cái nhóm trẻ này là cái nhóm trẻ nguy cơ cao, có cái nguy cơ mà chậm phát triển về vận động, về nhận thức và rối loạn cảm xúc sau này. Và nhiều các nghiên cứu đã chỉ ra rằng là cái can thiệp sớm cho nhóm trẻ này sẽ cải thiện các di chứng thần kinh. Thế vì vậy thì nên khám sàng lọc và đưa ra các giải pháp can thiệp sớm cho nhóm trẻ nguy cơ có hệ thống thần kinh còn đang phát triển và hoàn thiện này như thế nào. Vấn đề thứ hai là cái can thiệp sớm tốt nhất cho các triệu chứng lâm sàng xuất hiện thông thường thì sẽ ở cái tuổi 2 tháng tuổi hoặc muộn hơn. Thế cái vấn đề này là những cái cần phải thảo luận và đưa ra. Và trong cái chủ đề buổi sinh hoạt khoa học hôm nay thì chủ đề chúng ta sẽ là cái khám sàng lọc và theo dõi phát triển thần kinh cho nhóm trẻ nguy cơ cao như thế nào. Và tôi xin trân trọng giới thiệu với các bạn là giáo sư Anap Siêu, là giáo sư chuyên gia đánh giá về phát triển thần kinh nhi khoa của Đại học Vương quốc Anh. Giáo sư cũng là thư ký của Hiệp hội Quốc tế về khuyết tật trẻ em. Và ngày hôm nay thì giáo sư sẽ trình bày cái chủ đề như trên cái bảng đây các bạn đã nhìn thấy. Và ngày hôm nay thì cũng rất là nhiều các bạn đến tham dự trên trực tiếp ở hội trường G của Bệnh viện Nhi Trung ương hôm nay. Và cũng hiện nay thì theo như con số báo cáo của ban tổ chức thì chúng ta có khoảng độ 150 các điểm cầu online để mà lắng nghe cái chủ đề này. Thì ngay sau đây thì không để tiết kiệm thời gian thì tôi xin trân trọng kính mời giáo sư Anap Siêu sẽ trình bày cái chủ đề của chúng ta hôm nay. Xin kính mời giáo sư. Xin chào. Good morning. Good morning, ladies, gentlemen, colleagues, and thank you, Professor Dien, for the kind introduction. I am really delighted to be here in the Vietnam National Children's Hospital and for the opportunity to talk to you. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào các quý đồng nghiệp, và tiện đây thì tôi xin được cảm ơn tới giáo sư Điển đã cho tôi cơ hội được đứng ở đây để trình bày cái bài trình bày này, và tôi rất là vui khi được đến và làm việc ở Bệnh viện Nhi Trung ương. My Vietnamese is not very good. So we have Dr. Hua, who is a colleague who has very kindly stepped in to interpret the talk. Vì là tiếng Việt của tôi thì rất là hạn chế, vì vậy cho nên tôi cần bác sĩ Hoa giúp đỡ để phiên dịch cho tôi. So the talk this morning, as Professor Dien has mentioned, is going to explore neurodevelopmental follow-up for high-risk newborns. Giống như giáo sư Điển đã giới thiệu với chúng ta thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu về cách mà theo dõi phát triển thần kinh ở những trẻ có nguy cơ cao tại trung tâm sơ sinh. And I am Arnab Seel. I am a consultant in neurodevelopmental pediatrics in Leeds, which is in Yorkshire in north of England. I'm also
the past chairman of the European Academy of Childhood Disability between 2020 and 2023. So I finished my term in June this year. I'm also the secretary of the International Alliance of Academies of Childhood Disability. Và xin giới thiệu, tôi là bác sĩ Anap Siu. Tôi làm việc ở khoa phát triển thần kinh nhi khoa, bệnh viện Leeds ở Anh Quốc. Và tôi cũng là chủ tịch của Học viện Khuyết tật Trẻ Em Châu Âu năm 2000 đến năm 2023. Và đến tháng 6 này thì tôi sẽ hết nhiệm kỳ này. Tôi đồng thời cũng là thư ký Liên minh Quốc tế các học viện khuyết tật trẻ em. I am here with Newborns Vietnam. And I have been very fortunate in working with the wonderful team in neonates led by Dr. Ha and the fantastic team. And I have been really enjoying my time working with them. Tôi được đến đây nhờ vào tổ chức Newborn và tôi đang được làm việc với một đội ngũ tuyệt vời ở Trung tâm Sơ sinh Bệnh viện Nhi Trung ương do bác sĩ Hà chỉ đạo. Và tôi rất là cảm thấy vui mừng khi được làm việc ở Bệnh viện Nhi Trung ương. So this is the outline of the talk. We are going to look at three patient journeys and reflect on the outcomes. We are then going to think about why do we need to follow up these babies. We'll talk about the principles of early detection and early intervention. Look at the local data from VNCH, and then think about the implications for service development. At the end, I will also have some slides on useful resources for future work. Các điểm chính tôi sẽ trình bày sau đây. Thứ nhất là tôi sẽ xin giới thiệu về hành trình của ba bệnh nhân. Chúng ta sẽ phân tích kết quả của ba bệnh nhân này và xem xét tại sao chúng ta cần phải theo dõi cho trẻ. Làm thế nào để chúng ta phát hiện sớm và can thiệp sớm cho trẻ, các số liệu ở Bệnh viện Nhi Trung ương và chúng ta sẽ xem xét phát triển cách phát triển cái dịch vụ follow-up này và chúng ta sẽ phát triển nguồn nhân lực ra sao ạ? Preterm 30-week gestation baby. I would request you to read the slide and for you to interpret the slide. Thank you. Bệnh nhân thứ nhất thì tôi sẽ không trình bày mà tôi sẽ mời các bạn đọc slide và tôi bác sĩ Hoa thì sẽ trình bày về bệnh nhân cho các bạn. Thì đây là một cái bệnh nhân A, bệnh nhân này sinh non 30 tuần và cân nặng lúc sinh là 1 cân 1. Bệnh nhân được đẻ mổ do mẹ bị tăng huyết áp. Bệnh nhân đã được có 2 liều corticoid trước sinh. Bệnh nhân được đẻ ra trong tình trạng tốt. Bệnh nhân được hỗ trợ CPAP và sau đó thì chuyển đến khoa hồi sức cấp cứu sơ sinh. Ở khoa hồi sức cấp cứu sơ sinh thì về hô hấp, bệnh nhân được hỗ trợ CPAP với oxy tối thiểu trong vòng 5 ngày. Về tuần hoàn thì bệnh nhân không cần duy trì vận mạch. Về thần kinh thì bệnh nhân được siêu âm qua thóp ở ngày thứ 2 và cho thấy là có xuất huyết nhỏ trong não thất ở hai bên bán cầu. Bệnh nhân được siêu âm lại lúc 36 tuần thì cho thấy hình ảnh tăng âm cạnh não thất hai bên. A bit more information about baby A. Và vẫn bệnh nhân A đó, về nhiễm trùng thì bệnh nhân có một lần cấy máu dương tính và được điều trị kháng sinh. Về dinh dưỡng thì bệnh nhân có những cái giai đoạn ăn không tiêu và sau đó thì bệnh nhân được ăn sữa mẹ. Bệnh nhân được ra viện lúc 37 tuần tuổi trình và ở 6 tháng khi mà khám lại thì bệnh nhân có vẻ tỉnh táo, bệnh nhân biết cười nhưng không lẫy, bệnh nhân giảm vận động của các chi và tăng trương lực cơ hai bên mắt cá chân. Và sau đó thì bệnh nhân được chẩn đoán là bại não thể co cứng. So, a fairly typical course for a 30-week preterm baby on the neonatal unit looked pretty well at the time of discharge and then went on to develop bilateral cerebral palsy or spastic diplegia. Và có rất nhiều các cái bệnh nhân 30 tuần có vẻ diễn biến thuận lợi ở khoa hồi sức sơ sinh. Và ra viện thì không có một cái lo ngại nào cả. Tuy nhiên khi khám lại ở thời điểm 6 tháng thì lại cho thấy trẻ có nguy cơ bại não.
We're now going to look at another baby, baby B, who's a term 39-week gestation baby. Bệnh nhân thứ hai tôi muốn trình bày ở đây là bệnh nhân B. Bệnh nhân này là một em bé đủ tháng 39 tuần và bị ngạt. Bệnh nhân này là bệnh nhân nữ, 39 tuần, cân nặng lúc sinh 3 cân 8. Bệnh nhân đẻ thường, sau đó bị mắc vai và đã phải hỗ trợ bằng dụng cụ. Bệnh nhân sinh trong cái tình trạng rất là nặng, phải hồi sức với tất cả các bước. Bệnh nhân đã được đặt ống và chuyển đến khoa hồi sức sơ sinh. Tại khoa hồi sức sơ sinh thì bệnh nhân được điều trị liệu pháp hạ thân nhiệt. Ở ngày thứ hai, bệnh nhân bắt đầu co giật và được chẩn đoán là bệnh não do thiếu máu, thiếu oxy giai đoạn 2. Bệnh nhân được điều trị với phenol barbital. I recognize that this is a mixed audience of pediatricians, and if you're not familiar with therapeutic cooling, it is one of the evidence-based and effective interventions in newborn babies who've undergone any kind of perinatal asphyxia. Tôi nhận ra rằng là ở đây thì chúng ta có rất nhiều người làm nhi chung và các bạn không phải là bác sĩ sơ sinh. Thì tôi muốn giải thích một chút là liệu pháp hạ thân nhiệt chính là một cái liệu pháp rất hiệu quả, đã có bằng chứng trên lâm sàng và các nghiên cứu cho thấy đây là một phương pháp điều trị hiệu quả cho những trẻ thiếu oxy trước sinh. So again, some more information on baby B. Và các thông tin tiếp tục về bệnh nhân B. Bệnh nhân này sau đó thì cũng có tiến triển ở những ngày sau, nhưng bệnh nhân rất là khó có thể bú mẹ đến ngày ở ngày thứ 14. Bệnh nhân được ra viện uống phenol barbital. Bệnh nhân không còn cơn co giật nào ở thời điểm 3 tháng và bắt đầu giảm được phenol barbital. Tuy nhiên thì bệnh nhân có giảm phát triển tinh thần vận động, bao gồm trẻ đi được ở thời điểm 15 tháng, nhưng đến 2 tuổi thì trẻ không nói được một từ nào cả. Bố mẹ cháu thì có phàn nàn rằng em bé có vẻ như chỉ sống trong thế giới của chính mình. Và sau đó thì em bé được đến bệnh viện khám và được chẩn đoán là tự kỷ ở thời điểm 2 tuổi rưỡi. So again, a fairly typical course for any baby who has a moderate hypoxic ischemic encephalopathy or perinatal asphyxia. And the common thing that we think about when we see these babies is the risk of cerebral palsy. But in reality, conditions like autism and learning disability as a consequence of hypoxic ischemic encephalopathy or perinatal asphyxia is much more common. Thế thì đây cũng là một cái trường hợp khá là hay gặp ở những em bé bị tổn thương não mức độ trung bình do thiếu máu, thiếu oxy. Thế và thường thì người ta rất là dễ dàng phát hiện những cái dấu hiệu của bại não. Tuy nhiên, các dấu hiệu của tự kỷ thì khó nhận biết hơn, và sau thì người ta thấy rằng tự kỷ còn hay gặp hơn cả những cái tổn thương bại não có thể nhìn thấy dễ dàng. The last of the three case scenarios, baby C is a late preterm baby, born at 35 weeks. Bệnh nhân cuối cùng trong ba bệnh nhân tôi muốn trình bày là bệnh nhân C, bệnh nhân sinh non muộn, hay gọi cách khác là bệnh nhân cận đủ tháng. Bệnh nhân đẻ lúc 35 tuần và có nhiễm trùng. Bệnh nhân này sinh lúc 35 tuần, đẻ thường, cân nặng lúc sinh 2 cân rưỡi, là một trẻ trai. Mẹ 29 tuổi, mẹ có sốt 2 ngày trước sinh. Bệnh nhân sinh ở bệnh viện huyện và không cần hồi sức. Ở tại cái khoa sản, khi mà bệnh nhân nằm với mẹ thì bệnh nhân bắt đầu xuất hiện suy hô hấp, tím tái và suy sụp. Sau đó bệnh nhân được chuyển lên khoa hồi sức sơ sinh, bắt đầu hỗ trợ với CPAP, oxy và kháng sinh sau khi làm xét nghiệm bi lăng nhiễm trùng. Bệnh nhân vẫn tiếp tục không ổn định với các xét nghiệm cho thấy là CRP cao, huyết áp thấp và cần phải duy trì dopamine. Bệnh nhân ăn tiêu chậm và cấy máu dương tính với liên cầu B. Siêu âm qua thóp thì bình thường ạ. Some more information. Vẫn tiếp tục bệnh nhân C. Bệnh nhân này dần dần tiến triển tốt lên trong vòng 3 tuần. Bệnh nhân bắt đầu ăn được và ra viện. Tuy nhiên mẹ, bộ cha mẹ thì bắt đầu nhận thấy rằng trẻ chậm nói và có vẻ như hơi chậm một chút.
Nhưng họ nghĩ rằng đứa trẻ này vẫn có thể bắt kịp các mốc phát triển. Sau đó thì đến 4 tuổi đứa trẻ bắt đầu đi nhà trẻ và cô giáo thì phàn nàn rằng là đứa trẻ này khó có thể nhận thức và làm theo lệnh của làm theo các cái câu lệnh của cô. Và sau đó thì trẻ được gửi đi đánh giá và được chẩn đoán là chứng khó học mức độ trung bình. So a baby who had bad septicemia, who recovered well and seemed to be pretty okay, and then subsequently developing difficulties with intellectual disability or learning disability. They're identical terms. Những cái bệnh nhân mà chúng ta thấy là nhiễm trùng, sau đó thì đáp ứng với kháng sinh rồi hồi phục rất là nhanh, ra viện có vẻ rất ổn, nhưng mà sau đó thì chúng ta thấy các bệnh nhân này đều có thể biểu hiện ở các chứng khó học, đấy là learning disability hay là intellectual. So let's just reflect on those three babies and their outcomes. Okay. Now, one of the things which we all recognize is that not all babies survive, and that does not matter where in the world you are. There will be some children who unfortunately will die. Vậy thì từ ba bệnh nhân này chúng ta sẽ rút ra được những kết luận gì? Thì đối với những cái bệnh nhân nằm ở hồi sức sơ sinh, không phải bệnh nhân nào chúng ta cũng cứu sống được. Có những bệnh nhân không may mắn có thể tử vong. But we know that with improving care across the whole of Vietnam, there has been a significant progress made in the survival of these babies. Thế và với sự phát triển như hiện nay, đặc biệt là sự tiến bộ trong chăm sóc sơ sinh ở Việt Nam, thì rất nhiều trẻ được cứu sống. What we would really like is for all babies to survive without any morbidity or what is called intact survival. Thế và chúng ta, tất nhiên là chúng ta mong muốn là tất cả những trẻ mà được cứu sống thì không có một cái di chứng nào cả. And we know that with increasing gestation age, so as babies are getting more towards term, and with better care, and that better care is better antenatal care, better perinatal care, that's obstetric care, and better neonatal care, that the survival without morbidity is going to get better and better. Thế và chúng ta biết là ở tuổi thai càng lớn và các cái dịch vụ chăm sóc càng tốt, dịch vụ chăm sóc bao gồm trước sinh, tại phòng sinh và chăm sóc ở giai đoạn sơ sinh càng tốt thì càng nhiều trẻ được cứu sống mà không có bất kỳ một di chứng nào. But however hard we try, we know that there will be a number of babies who will survive with morbidity or some difficulties further on through childhood and their adult life. Tuy nhiên thì dù chúng ta có cố gắng đến đâu đi nữa thì chúng ta vẫn phải chấp nhận một thực tế là sẽ có những đứa trẻ có những đứa trẻ có được cứu sống nhưng đi kèm với nó là những di chứng. And some of these difficulties are apparent at the time of discharge, like the chronic lung disease of newborn or the poor growth patterns. And some of them are not really manifest at the time of discharge. For example, the neurodevelopmental difficulties. Có những đứa trẻ sau khi ra viện thì chúng ta thấy rất rõ là đứa trẻ này được chẩn đoán là bệnh phổi mạn này, rồi phát triển rất kém, dinh dưỡng rất kém. Thế tuy nhiên còn một cái tổn thương nữa đó là phát triển chậm phát triển thần kinh thì không phải lúc nào cũng có thể nhận ra ngay được khi đứa trẻ ra viện. So during my time here in the afternoons, we are having some teaching and training sessions in the department. And one of my favorite things to do is ask questions. And I say that this is a chocolate question, which means if you get the answer right, you get a chocolate. Và trong cái thời gian ở đây thì các buổi chiều tôi có giảng bài và một trong số những phần mà tôi rất là thích đấy là tôi sẽ đặt các câu hỏi và trong đó sẽ có những cái câu hỏi mà nếu các bạn trả lời được các bạn sẽ có một thanh sô cô la. So, what are the high risk factors which affect newborns?
Rồi ạ, thế thì câu hỏi mà sẽ nhận được sô cô la ở đây là gì? Đâu là những cái yếu tố nguy cơ ở trẻ sơ sinh? No chocolates here, but if you take a moment to think about it, and then we will discuss them in the next slides. Ở đây thì tôi không mang theo sô cô la, thế nhưng mà các bạn hãy nghĩ đến những cái yếu tố nguy cơ đó và chúng ta sẽ thảo luận ở những slide sau. So we're going to divide them up into two categories: the high-risk criteria related to prematurity, and those that aren't. Và chúng ta sẽ chia cái nhóm nguy cơ cao ra làm hai nhóm lớn. Một cái nhóm là các yếu tố nguy các cái nhóm có nguy yếu tố nguy cơ cao liên quan đến đẻ non. And these are the ones related to prematurity. Và đây là các cái yếu tố nguy cơ liên quan đến đẻ non, bao gồm là trẻ sinh non dưới 30 tuần thì ở cái nhóm tuổi này có tỷ lệ tử vong cao và tỷ lệ di chứng cũng rất cao. Trẻ có siêu âm qua thóp bất thường bao gồm xuất huyết não hoặc nhuyễn não chất trắng quanh não thất. Trẻ cần phải thở máy sau 36 tuần tuổi trình. Trẻ nhiễm trùng bao gồm cấy máu dương tính hoặc viêm ruột hoại tử. Trẻ có hạ đường huyết nặng, hạ đường huyết có triệu chứng và hạ đường huyết kháng trị. Trẻ có vàng da tăng bilirubin tự do mức độ nặng và trẻ bị bệnh võng mạc ở trẻ đẻ non mức độ nặng. I suspect these are familiar to you, most of you. Và tôi nghĩ rằng là những cái yếu tố nguy cơ này khá là quen thuộc với các bạn. And these are some of the high risk criteria not directly related to prematurity, but they may be present in premature babies and add to the risk. Còn slide này thì cho các bạn thấy các yếu tố nguy cơ không trực tiếp liên quan đến nhóm trẻ đẻ non. Tuy nhiên, nó cũng có thể xuất hiện trên cả đứa trẻ đẻ non nữa. Thì bao gồm là trẻ nhỏ so với tuổi thai, là cân nặng dưới 10% percentile ở thời điểm lúc sinh, trẻ ngạt mức độ trung bình và nặng, trẻ có vàng da nhân, trẻ có các cái bất thường bẩm sinh lớn, trẻ có các bất thường liên quan đến gen, và có thể ảnh hưởng đến phát triển thần kinh, mẹ của trẻ nghiện rượu hoặc nghiện thuốc phiện, trẻ có yếu tố nguy cơ bị giảm thính lực như là tiền sử gia đình có người bị giảm thính lực hoặc là trẻ dùng gentamicin. Sorry. So we did not talk about what the neurodevelopmental conditions are for these high-risk babies. And like I mentioned before, people normally think of cerebral palsy, but actually the list of possible neurodevelopmental conditions which can develop are pretty long. I mean, these are the commoner ones. There are even further ones. Thế thì khi mà nói đến các cái vấn đề về phát triển thần kinh ở trẻ nhỏ thì thường là người ta sẽ nghĩ đến bại não, nhưng ở bên cạnh bại não thì còn có rất nhiều các vấn đề khác nữa. Như các bạn có thể thấy thì như là bất thường về vận động như bại não này, rồi bất thường về thần kinh cảm giác như nghe, nhìn, chứng khó học hoặc chậm phát triển này, rồi thì tự kỷ, các cái rối loạn về điều khiển cảm xúc hành vi và khó các cái rối loạn về chức năng cao hoặc là trẻ giảm chú ý hay trẻ khó khăn về ngôn ngữ và giao tiếp. When I talk about these, people often ask me, what is executive function? Khi mà tôi nói về cái slide này thì tất cả đều hỏi tôi là các cái khó khăn về những chức năng cao là gì? Essentially, as human beings, we have developed further than other animals, and we have a prefrontal cortex, which, apart from giving us intelligence, allows us to problem solve. It gives us higher language and higher ability in cognition. And some of those problems, if that area of the brain is not functioning well, leads on to the executive function difficulties. Thì như chúng ta biết là loài người thì phát triển vượt trội khác hẳn so với các cái loài động vật khác, bởi vì chúng ta có vùng vỏ não là cái vùng mà sẽ giúp phát triển trí thông minh, giúp cho chúng ta có thể phát triển về ngôn ngữ rồi thích nghi với các môi trường.
Khi mà có tổn thương đó thì chúng ta sẽ rất là khó để thích nghi. I want to briefly mention the data from the newborns unit in VNCH. As we know from Professor Dien that the admissions to the unit are around 4,000 babies per year. Of these, about 15% are less than 32 weeks gestation and less than 1.5 kilograms at birth. And about 5% of babies are admitted with HIE or birth asphyxia, and this is term babies, not preterm. About 5% are admitted with sepsis, and this is leaving aside the babies who are preterm. We don't have accurate data on the other high-risk groups like severe jaundice, severe hypoglycemia, genetic conditions, congenital anomalies, etc. But at an estimate, we think that there are probably 600 to 900 babies out of the 4,000 who would qualify as high risk, depending on where we set the risk threshold. And based on figures of 30 to 50% morbidity, we think we have 300 to 400 babies who are likely to be affected by adverse neurodevelopmental outcomes. Và theo như giáo sư Điển cũng đã trình bày cũng đã thông báo với chúng ta thì mỗi năm Bệnh viện Nhi Trung ương tại trung tâm sơ sinh nhận khoảng 4.000 trẻ một năm, trong đó khoảng 600 trẻ chiếm 15% là trẻ dưới 32 tuần, cân nặng dưới 1 cân rưỡi, khoảng 5% trong đó là trẻ ngạt, đây là những trẻ đủ tháng. Khoảng 5% trong đó là những cái trẻ đủ tháng và nhiễm trùng. Chúng ta không có số liệu rất cụ thể về bệnh nhân vàng da nặng, hạ đường huyết nặng và những bất thường về bẩm sinh, về gen mà có thể ảnh hưởng thần kinh. Và tôi ước tính thì có khoảng 600 đến 900 trẻ một năm là những cái trẻ mà có yếu tố nguy cơ. Và trong đó thì có khoảng 300 đến 400 trẻ thực sự sẽ có vấn đề. I would think that the larger centers in Vietnam would have similar figures, and the smaller units might have, lesser numbers. But in terms of, the number of babies who are at risk, may be similar as well. Và các trung tâm khác ở Việt Nam cũng có thể có những cái số liệu giống như vậy. Tuy nhiên ở những cái bệnh viện hoặc trung tâm nhỏ hơn thì có thể có số liệu thấp hơn. Tuy nhiên cái số liệu trẻ có yếu tố nguy cơ thì có thể là vẫn tương đương như vậy. So the question is, why do we need systematic follow-up of these babies? I think you will have realized by this point that the point is that we need to pick up these babies at an early date. So early detection is very important because at the time of discharge, they do not manifest any of the difficulties. Thế và tại sao mà chúng ta phải theo dõi một cách có hệ thống và phát hiện sớm? Thế thì những cái phát hiện sớm này là rất quan trọng bởi vì phát hiện sớm sẽ giúp cải thiện kết quả rất là tốt và người ta mong muốn là sẽ phát hiện sớm cho trẻ có yếu tố nguy cơ ở thời điểm 3 đến 5 tháng khi mà các biểu hiện thần kinh còn chưa rõ ràng. And there has been a significant development in our field of childhood developmental services, which is that we now, from 2017 onwards, we have some very effective tools for early detection of developmental disabilities. Trong cái lĩnh vực là phát hiện ra những đứa trẻ có bất thường rất sớm của chúng tôi thì cũng đã có những cái bước tiến rất là nhảy vọt. Từ năm 2017 thì chúng tôi có những cái công cụ cực kỳ hiệu quả có thể phát hiện sớm được những cái bất thường này. Some of you may be familiar with the paper by Ionel Novak and colleagues, which looked at a combination of general movement assessment or GMA, along with the Hammersmith Infant Neurological Examination, which is HINE, and an MRI brain,
combined and applied between 3 and 5 months corrected age, and which has a 99% and over sensitivity and specificity in predicting risk of cerebral palsy in a baby. However, it requires training in general movement assessment by the General Movement Trust, and also needs, you know, access to MRI and accurate interpretation of those MRIs. On the positive side, the HINE is valid for up to 2 years age. Trong số các bạn, có thể là các bạn đã khá là quen thuộc với một cái bài báo của Novak áp dụng cho những cái trẻ từ 3 đến 5 tháng tuổi. Thì trong cái phần các công cụ đánh giá phát triển sớm này, chúng tôi dùng 3 công cụ, đó là GMA, là đánh giá về các cái vận động nói chung của trẻ, cộng với bảng Hammersmith gọi là HINE và MRI cộng hưởng từ. Thì đối với bộ 3 công cụ này thì có thể phát hiện đến 99% những cái trẻ có nguy cơ bại não, độ nhạy và độ đặc hiệu lên đến 99%. Tuy nhiên thì muốn đánh giá được cái GMA là đánh giá phát triển, đánh giá vận động chung, thì cần phải được đào tạo, và bộ 3 này thì lại cần phải cộng chụp cộng hưởng từ. Đối với bảng Hammersmith là đánh giá HINE thì bây giờ lại không được dùng cho sau 2 tuổi. In 2021, Mina Hadazalga and colleagues, they published something called CINDA, which is another standardized tool, which combines features of the GMA and HINE. And it's reported to have over 96% specificity and sensitivity for predicting risk of atypical development, which means it is not just predicting risk of cerebral palsy, it is predicting risk for all types of neurodevelopmental difficulties. Và sau đó thì... Hang on, let me finish this. It is accurate, it is easy to administer, it is quick, takes about 10 minutes, it's cheap because it does not require any formal training, there's a manual and videos, and it has good psychometric properties, which means its validity has been tested. The period for which the validity is tested is for between 6 weeks to 1 year corrected age. Và sau đó thì tác giả Harder có công bố về cái bảng phát triển tên là CINDA. Bảng CINDA này thì là một cái bảng mà phối hợp cả hai cái phần GMA và HINE, và cho thấy là khi sử dụng CINDA thì độ nhạy và độ đặc hiệu lên đến 96% trong việc phát triển ra trong việc phát hiện ra những đứa trẻ có bất thường về phát triển thần kinh tất cả các mặt, bao gồm cả bại não và tất cả các cái mặt khác. Và cái phần bảng CINDA này thì có các ưu điểm là rất chính xác, dễ làm, rất là nhanh, khoảng 10 phút, rẻ và dễ áp dụng, và áp dụng cho 6 tuần cho đến 1 năm ạ. What this means is that with either of these tests, we are now in a position to fairly accurately predict which of these babies is going to develop some neurodevelopmental difficulties further on. And this is going to be somewhere about 3 to 4 months of corrected age for these babies. Thế và với tất cả các cái công cụ hiện tại thì chúng tôi phát hiện tương đối sớm và chính xác những em bé có nguy cơ về bất thường về phát triển thần kinh. Và chú ý là cái này dùng tuổi chỉnh ạ. So you could ask, what's the big deal? So you're going to detect these babies early. So what? What happens now? They go home. If parents become concerned about a child or somebody else becomes concerned, they go to the hospital, they get seen in the department, and then they receive treatment. The age for that happening in any country for that matter
varies between 18 months to 5 years by the time they present to the hospital. So applying these tests means that we would be able to detect that risk of developing these conditions about at least nearly 1.5 to 2 years before their actual presentation, which is happening now. Thế thì nhìn lại hiện tại thì làm thế nào để chúng ta tức là phát hiện sớm thì có thể giúp được bệnh nhân như thế nào, và hiện tại thì tình trạng hiện tại ra sao và tại sao chúng ta phải thay đổi. Thì như chúng ta thấy rằng những cái bệnh nhân sinh ra ra viện từ khoa sơ sinh hiện tại thì chỉ đến khám lại khi nào mà cha mẹ có điều gì đó lo lắng, và thông thường những cái đứa trẻ này sẽ được phát hiện bệnh lúc khoảng 1 tuổi rưỡi cho đến 5 tuổi. Trong khi đó thì phát hiện sớm sẽ giúp cho cải thiện về kết quả rất tốt. But you could ask, so what? You know, they come to me, see me at 2 years or 3 years. If you find them at 3 months and we start treatment, you know, so what's the big difference? Vậy các bạn cứ thử tưởng tượng một cái đứa trẻ mà they would receive the treatment anyway, so why do we need to change? Lẽ ra là mình đang phát hiện được một cái đứa trẻ với bất thường thần kinh ở thời điểm 1 tuổi rưỡi đến 5 tuổi, nhưng bây giờ mình phát hiện sớm từ 3 đến 5 tháng và mình có thể thay đổi kết quả. Vậy cái kết quả nó sẽ khác biệt như thế nào? Khác biệt rất lớn. Vậy tại sao chúng ta lại không thay đổi? So the real question is, can we actually influence the neurodevelopmental outcome for these babies by detecting them early? Và như vậy thì liệu chúng ta có thể thay đổi được cái kết quả về phát triển thần kinh của trẻ bằng cách phát hiện sớm hay không? So the big question is, can we actually change the brain? And as one great man once said, yes, we can. So we're going to briefly talk about the concepts of neuroplasticity and what it involves. We are also going to talk about what influences it and the issues about nurture and nature. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có thay đổi được bộ não hay không? Thì chúng ta thấy là một người đàn ông rất nổi tiếng đã trả lời là có, chúng ta có thể. Và cơ sở được chúng ta được dựa vào đó là sự linh hoạt của bộ não, và cái gì ảnh hưởng lên phát triển bộ não, bộ não sinh ra như thế nào và được nuôi dưỡng ra sao? So neuroplasticity is the brain's ability to reorganize the neural pathways as a result of experience, which means it is the brain's ability to change based on learning. Cái sự linh hoạt của bộ não là gì? Là khả năng mà bộ não có thể phát triển, có thể tổ chức lại bằng các cái con đường dẫn truyền và được phát triển bằng cái việc học. Nghĩa là bằng việc học thì chúng ta có thể phát triển được bộ não của chúng ta. And this neuroplasticity is achieved by targeted stimulation of pathways, which allows the brain to create alternative pathways for better functional output. Và với cái sự linh hoạt của bộ não, chúng ta có thể giúp cho bộ não của chúng ta phát triển những cái phương diện khác để chúng ta có thể thích nghi hơn và các cái chức năng được tốt hơn. So if you have an area of brain which is injured, or what we call early brain injury, and then you target some activities which is linked to the damaged area, then you can influence the development of alternative pathways which might lead on to better outcomes for those children further on. Với một cái bộ não bị tổn thương, đặc biệt là tổn thương ở những giai đoạn rất là sớm, khi chúng ta phát hiện được sớm, chúng ta có thể can thiệp để giúp cho bộ não có những cái sự phát triển bằng các cái con đường khác để giúp kích thích phục hồi cái tổn thương đó. So nature gives us a brain and our parents give us our genetic potential.
But it is the environment and what happens around us which influence or which molds that brain and leads on to who we are, who we become as individuals. Thế và tự nhiên thì cho chúng ta bộ não, bố mẹ cho chúng ta gen. Tuy nhiên thì các yếu tố phát triển của môi trường sẽ giúp cho chúng ta phát triển thành mỗi cá nhân của chúng ta để chúng ta khẳng định ta là ai và ta như thế nào. The ability for that change relating to neurodevelopment depends on certain periods when it is called the critical periods of brain development for different developmental areas. And it is those times that we really need to capture to get the best outcomes. Và để mà giúp cho cải thiện kết quả điều trị thì chúng ta sẽ cần phải bắt được những cái giai đoạn vàng, những cái giai đoạn mà bộ não đang phát triển rất mạnh mẽ để can thiệp và giúp cải thiện kết quả. So what are these critical periods for brain development in our babies? So you will notice that within the first few months, the first, which is the yellow curve, is for hearing impairment, vision impairment, or the sensory impairments. So some of you will be aware. So if you have a, say, a baby with a congenital cataract and you miss it, and the baby goes beyond 1 year of age, it's recognized and you take the cataract out, it is too late. The vision in that eye is gone. That child will never have vision in that eye again. Và hãy xem đâu là cái giai đoạn mà phát triển mạnh mẽ của bộ não. Thì ở trên cái biểu đồ trên các bạn sẽ nhìn thấy cái giai đoạn màu hồng là những cái tháng đầu và năm đầu tiên thì sẽ là giai đoạn phát triển rất mạnh mẽ của các giác quan, của ngôn ngữ và các cái chức năng nhận thức. Thế thì tôi lấy ví dụ như có một cái em bé mà bị đục thủy tinh thể bẩm sinh. Nếu như chúng ta không can thiệp gì với đục thủy tinh thể đó, đến tận một năm chúng ta mới thay thủy tinh thể cho trẻ, thì thời điểm đó mặc dù chúng ta thay xong nhưng đứa trẻ vĩnh viễn không nhìn được. But if that congenital cataract was detected at birth and removed and the eye had the, you know, light and the vision to stimulate the cortex, then that eye would have normal vision in due course once you replaced with an intraocular lens. Và nếu như cũng cái bệnh nhân đó mà chúng ta phát hiện được thủy tinh thể bẩm sinh sớm, chúng ta thay thủy tinh thể thật sớm, thì với những kích thích của ánh sáng thì bộ não có thể phát triển và đứa trẻ hoàn toàn có thể có thị lực hoàn toàn bình thường. The critical periods for language development you can see is the peak is around 6 months and then it follows on after that. There are actually two peaks. There is a higher language development which is more around 10 to 14 years, but this is the early language. The motor development follows a very similar pattern to the language development, though again it carries on for a bit longer. Thế và cái đỉnh để phát triển ngôn ngữ như chúng ta thấy là từ 6 cho đến khoảng 8 tháng. Thực ra là có hai đỉnh bởi vì có hai cái dạng ngôn ngữ sẽ phát triển. Một dạng ngôn ngữ sẽ phát triển ở thời điểm 12 đến 14 tuổi, nhưng ở cái giai đoạn rất là sớm thì chúng ta thấy là từ 6 đến 8 tháng là rất quan trọng. And you can see the third graph, which is for intelligence or higher cognitive functions, again rising steeply in the first year and then carrying on beyond into childhood. Đường line thứ ba màu đỏ, tức là về những cái chức năng cao, thì chúng ta thấy rằng là đến nó tăng khá là thoải ở cái năm đầu tiên và sau đó thì đạt đỉnh ở thời điểm ngoài một tuổi và tiếp tục những năm sau đó. So what is pretty evident is that the critical periods of when we can make a difference or make a change is predominantly in that first year of life and around that between 3 months to 12 months when our opportunity is at its maximum. So when that child comes to your clinic at 2 or 3 years of age, you have lost most of that opportunity. Và đã có rất nhiều các cái công bố cho thấy rằng thời điểm vàng để chúng ta can thiệp để cải thiện cho trẻ là thời điểm 1 năm. Thế còn khi mà đứa trẻ đến với chúng ta ở giai đoạn 1 tuổi rưỡi, 2 tuổi thì chúng ta đã lỡ mất cái giai đoạn mà can thiệp tốt nhất cho trẻ.
So if we can intervene early in these high-risk babies, and if we can screen and detect that this particular child is at risk, then potentially we can change the trajectory of how they are going to develop. Thế và làm thế nào để can thiệp sớm cho trẻ? Thế thì về áp dụng vào cái tính linh hoạt của bộ não của trẻ thì can thiệp sớm sẽ giúp cho cái quá trình thay đổi cái quá trình phát triển bệnh của trẻ. So the intervention is based on the concept of neuroplasticity. It is quite different from the rehabilitation that we do in the older children. It is based on play and activity. It is fun. It is parent delivered, with a lot of advice for parents to implement in their everyday dealings with the child. And it is based on repetition, because that is what creates these new circuits. There are certain validated programs available within middle-income countries. One such is shown called LEAP-CP, which has been validated in populations in Bangladesh and India. And once we have the babies identified who are at high risk and we apply the programs, we know that it will either prevent or reduce the severity of their neurodevelopmental outcomes. Và dựa vào cái tính linh hoạt của bộ não của trẻ thì cái việc can thiệp sớm này khác hoàn toàn so với việc mà chúng ta phục hồi chức năng cho những trẻ lớn sau này. Và một cái cách để mà giúp cho bộ não phát triển rất đơn giản, đó là sự tham gia của cha mẹ. Cha mẹ sẽ chơi với trẻ, hoạt động với trẻ và giúp trẻ và giúp cho trẻ các cái cách xử lý và lặp đi lặp lại. Thì bằng những cái điều này sẽ giúp phát triển các cái kết nối thần kinh. Và chúng tôi cũng có những cái chương trình được đưa ra để áp dụng cho các nước có thu nhập trung bình như là Bangladesh và Ấn Độ, tên là LEAP-CP. Bằng cái việc mà sàng lọc và phát triển và phát hiện rất sớm cho những trẻ có yếu tố nguy cơ thì có thể thậm chí phòng ngừa và giảm được mức độ nặng rất rõ rệt. Và can thiệp sớm thì sẽ được các nhà chuyên gia giúp các nhà chuyên gia thực hành. Với cái cách can thiệp sớm này thì cuộc sống của trẻ sẽ tốt hơn và trẻ hòa nhập tốt hơn với cuộc sống sau này. And as we continue to monitor these babies carefully, as and when if they develop any particular neurological signs, symptoms or presentations, we can refer them early into the specialist services, and ultimately it will lead to better function and participation, better life chances, and also happier families. Và bằng việc phát hiện sớm thì chúng ta có thể gửi trẻ đến các chuyên khoa sớm hơn để giúp cho trẻ phục hồi chức năng tốt hơn. So, who, when, and how do we do it? So, the early intervention team or the neurodevelopment team comprises of a neonatologist, therapists, and a nurse. In the UK, the recommendation for therapists include physiotherapist, occupational therapist, a speech and language therapist, but in a number of different settings, we adapt it to the circumstance, and possibly in the context of VNCH, it might be neonatologist, rehabilitation department doctors, therapists, nurse, etc. That is something we need to think about. Vậy thì ai sẽ làm và chúng ta sẽ follow up như thế nào và khi nào? Thì bình thường đối với một đội ngũ, một cái đội follow up cho trẻ sẽ bao gồm bác sĩ sơ sinh, bác sĩ phục hồi chức năng và điều dưỡng. Nếu như ở Anh của chúng tôi thì phục hồi chức năng sẽ bao gồm là phục hồi chức năng vận động, phục hồi chức năng ngôn ngữ và phục hồi các cái chức năng cao. Thì để thích nghi với viện nhi thì chúng ta trước mắt là cần có sự tham gia của một bác sĩ phục hồi chức năng trước.
The follow-up is initially between 3 to 5 months and then 12 months, 18 months, 24 months. If the baby doesn't show any neurodevelopmental signs at 24 months, they're usually discharged with advice for the parents. If they have any concerns, then to contact the team again. Thế và ở Anh thì chúng tôi sẽ theo dõi trẻ từ 3 đến 5 tháng, 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng. Ở thời điểm 24 tháng, nếu sàng lọc trẻ hoàn toàn bình thường thì trẻ sẽ không cần follow up tiếp. Tuy nhiên chúng tôi sẽ vẫn viết vào sổ theo dõi cho trẻ là nếu cha mẹ có bất kỳ điều gì băn khoăn hay phàn nàn thì hãy liên hệ lại với đội của chúng tôi. So what is done in the clinic appointment? You have the screening tool applied and then there is an examination by the doctor for neurology, development and growth. For those babies where the screen is positive, so we know these babies are at high risk, then they have an early intervention program and are monitored carefully. And for babies who then go on to develop any specific present clear presentations or a diagnosis, then they are at that stage referred into the specialist teams, whether it is rehabilitation medicine, neurology, psychiatry, or any other department. Và để chuẩn bị cho hoạt động này thì phòng khám follow up phải có, trước hết là phải có các cái test sàng lọc. Sau đó thì bệnh nhân sẽ được khám bởi các bác sĩ về thần kinh, về sự phát triển, về tăng trưởng. Và khi mà công cụ sàng lọc cho kết quả là trẻ có nguy cơ cao thì chúng ta sẽ lên kế hoạch và chương trình cho trẻ được can thiệp sớm. Đối với những cái trẻ mà chúng ta thấy rằng bất kể lứa tuổi nào mà thấy những bất thường rất rõ ràng thì chúng ta sẽ gửi đến chuyên khoa sớm nhất có thể như phục hồi chức năng, thần kinh, tâm bệnh và các chuyên khoa khác. So what is the roadmap for any service who wants to achieve these best outcomes for our high-risk newborns? So the first thing to do is identify the local priorities and where we are going to set that high-risk threshold. Then we need conversations involving all stakeholders, which means the neonatologists, rehabilitation specialists, neurology, psychiatry, you know, the hospital directors, policymakers, and of course, importantly, we need to involve families who've been through this journey, because that will help us make the clinics much better and family-friendly. We develop a plan for intervention. We identify the resources and implement the plan. It's important that we collect accurate data and have a good records management system. And then we review in an agreed time, initially probably at 6 months when we are setting it up. And then, you know, we have regular audits and we reset priorities as needed. Thế và cái bản đồ con chỉ cho thấy con đường để dẫn đến một cái kế hoạch follow up tốt là gì. Trước tiên thì chúng ta sẽ phải phân tích số liệu và chúng ta sẽ phải xác định được đâu là những đứa trẻ nguy cơ cao mà chúng ta có thể theo dõi. Sau đó thì chúng ta sẽ phải thành lập một đội bao gồm bác sĩ sơ sinh, bác sĩ phục hồi chức năng, bác sĩ thần kinh, bác sĩ tâm lý. Chúng ta cần sự cho phép của giám đốc và các cái luật lệ, và chúng ta rất là cần sự tham gia của gia đình để cho kế hoạch của chúng ta được tốt hơn. Và sau đó thì chúng ta phải lên một kế hoạch rõ ràng ai sẽ làm khi nào và làm ra sao. Chúng ta phải xác định được nguồn lực, chúng ta phải có được kế hoạch cụ thể. Sau đó thì chúng ta sẽ thu thập số liệu và quản lý số liệu. Chúng ta sẽ ghi lại và xem lại những cái hoạt động của chúng ta và chúng ta quan sát kết quả và set up lại. So we're nearing the finish, which is, should we be really looking at the neurodevelopmental, specialist neurodevelopmental follow-up services here at VNCH? I know that Dr. Hai and colleagues have been thinking about this for some time. We know this is a large tertiary neonatal unit. It is, you know, got fantastic staff, and we have improved survival of a lot of high-risk newborn babies.
whose neurodevelopmental problems are not apparent at the time of discharge. We know that a significant number of these babies are going to go on to develop problems later on in life. So we have both a clinical responsibility and an ethical responsibility to ensure the best outcomes for these children and their families. We know we have a very enthusiastic and skilled workforce, and we have access to the specialist care in VNCH for those babies who go on to develop an established diagnosis. The VNCH, of course, is a recognized national center and, you know, is one of the biggest such centers in this part of the world, and it is very well placed to lead the way. So the model that can be developed potentially can be adapted for use across other centers in Vietnam. Vậy liệu chúng ta có thể thành lập một phòng khám theo dõi ở Viện Nhi Trung ương hay không? Thì các điều kiện chúng ta đang thấy là Bệnh viện Nhi Trung ương là bệnh viện lớn nhất, và hiện tại thì chúng ta đã cải thiện các cái công tác chăm sóc trẻ sơ sinh và cải thiện tỷ lệ tử vong cho những trẻ có nguy cơ cao. Và rất nhiều trẻ có nguy cơ về phát triển thần kinh, bất thường phát triển thần kinh nhưng không hề có biểu hiện ở thời điểm ra viện. Chúng ta có một lượng lớn những trẻ sẽ có các vấn đề về phát triển sau đó. Và chúng ta có các cái chúng ta cần có các kết quả tốt nhất về lâm sàng điều trị cho trẻ. Chúng ta có đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng rất có kỹ năng và rất là hào hứng để tham gia, và chúng ta có thể gửi đến tất cả các chuyên khoa mà chúng ta có thể phát hiện được ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Tất cả các chuyên khoa đều sẵn sàng. Thế và chúng ta có thể nhận thấy là Bệnh viện Nhi Trung ương thì là một nơi tốt nhất để có thể lan tỏa và dẫn đường cho các bệnh viện khác. So here are a few resources. In this particular slide, I've given you some of the articles which talk about the early intervention and the data regarding that. Also, the UK NICE, or the National Institute of Clinical Excellence guidelines for follow-up of the extreme preterm babies. And in the next slide, I've given resources relating to some of the screening tools and also the LEAP-CP program, which may be helpful. And I'm happy for the slides to be shared as needed. I'm happy to take questions, though I know that we have probably reached near about the time when people need to leave. Xin cảm ơn. The hai slide cuối là các tài liệu tham khảo mà tôi đã nói đến, và các cái nguồn tài liệu, các cái guideline về follow up ở Vương quốc Anh và các chính sách, các cái sửa đổi mà tôi đã nói có thể sử dụng cho các nước với thu nhập trung bình, và tôi rất là sẵn sàng để chia sẻ với các bạn. Tôi rất là cảm ơn các bạn đã ngồi lắng nghe. Vâng, xin cảm ơn giáo sư Anap Siêu và chị Hoa đã dịch một cái bài rất là hay, đúng không ạ? Rất là có ý nghĩa cho tổng thể cái chủ đề của chúng ta. Thì như các bạn cũng biết, với một đứa trẻ đẻ non hay là một đứa trẻ mà có cái điều trị ở hồi sức hoặc là những cái giai đoạn điều trị bệnh tật khác ở trẻ sơ sinh, thì luôn luôn có những cái nguy cơ mà có thể đưa đến những cái chậm về rối loạn về tinh thần vận động và nhận thức. Và ở đây thì trong cái bài của giáo sư đã đưa ra rất là rõ. Và trong cái phần này thì giáo sư cũng đã trình bày cho các anh các chị thấy cái công cụ phát hiện sớm. Đấy, công cụ phát hiện sớm, và công cụ đó sau khi mà phát hiện được những cái vấn đề về thiếu hụt ở từng các khu vực theo các cơ quan bộ phận hoặc là theo các hệ thống của cơ thể của em bé, thì chúng ta sẽ gửi các em bé đi khám các chuyên gia khác nhau. Thế và từ đó thì chúng ta sẽ có một cái kế hoạch can thiệp một cách đầy đủ cho em bé, từ cái can thiệp vận động hay can thiệp ngôn ngữ hay can thiệp về cái tinh thần, về tâm thần cho em bé. Thì đây là một cái hệ thống của họ cũng đã có một cách rất là đầy đủ. Thế và ở tại Bệnh viện Nhi Trung ương thì chúng ta thấy rằng chúng ta cũng có đầy đủ tất cả những cái yếu tố này, nhưng mà nó có một cái vấn đề là chúng ta không thành một cái hệ thống. Ví dụ như là
can thiệp cho các em bé mà ở khoa tâm thần hay là khoa phục hồi chức năng, thì cái vấn đề đó thì vẫn cứ can thiệp hay là sự phát hiện từ các bác sĩ thần kinh thì vẫn cứ phát hiện. Thế nhưng mà ai là cái người mà là cái người mà nhạc trưởng mà kiểm soát toàn bộ cái quy trình đấy cho em bé, thì cái này chúng ta còn thiếu cái tính hệ thống. Thế và ở đây thì bác sĩ Hà, giám đốc trung tâm sơ sinh, thì cũng rất là có ý khi mà muốn mời tôi đến đây hôm nay làm chair cho cái hội thảo và cũng như là cái buổi ngày hôm nay, cũng rất là có ý ý tứ cả. Chứ còn Trà chỉ có thể mời anh Tùng hoặc anh Phúc gì đó, bởi vì ở đây thì ông ấy có nhắc đến là liên quan hai vấn đề, là cái sự đồng ý của giám đốc bệnh viện và thứ hai là chính sách. Thì đây là một vấn đề mà có lẽ là tại bệnh viện trung ương thì chúng ta cần phải thảo luận. Đấy, giám đốc bệnh viện thì rất là muốn rồi làm nào cho các em bé mà được tốt nhất cho các em bé, thì đây là cái điều rất muốn. Nhưng cái vấn đề thứ hai là nó chính là cái vấn đề về chính sách. Với những cái hẹn thăm khám lại như thế thì các em bé chỉ được phép khi mà nằm viện và chỉ được phép thăm khám hẹn lại một lần liên quan bảo hiểm y tế. Thế còn với các lần sau thì thăm khám hẹn đó thì lại phải về bệnh viện tỉnh, sau đó thì quay lại bệnh viện trung ương, thì nó sẽ rất phức tạp. Đấy là một. Cái thứ hai là khi mà em bé đến đây mà các bác sĩ mà chúng ta khám và sau đó gửi đi các chuyên khoa khác nhau, rồi làm hệ thống xét nghiệm, hệ thống chẩn đoán hình ảnh, rồi là thăm khám các chuyên gia, thì cũng lại phải liên quan đến những cái quy trình mà liên quan đến những cái kinh tế từ cha mẹ của các em bé. Thì đây là cái mà chúng ta rất là muốn làm, nhưng mà hiện tại thì cái nguồn lực mà chủ yếu chính tập trung ở đây là nguồn kinh tế, là khó mà cho chúng ta có thể đưa đi theo một cái hệ thống. Thì đây là cái mà tôi cũng đang tìm cái cách nào đó để mà chúng ta làm demo thử dựa trên những cái chương trình, những cái đề tài để có thể làm thử được rằng là chúng ta sẽ một em bé, chúng ta sẽ follow up theo dõi được em bé trong vòng 36 tháng. Thì đây là cái mà tôi đang muốn đấy, và từ đây thì đầu tiên chúng ta phải viết một cái dự án, một cái đề án. Và cái này thì hôm trước thì giáo sư Colin, Patrick Colin của UNCCF của Mỹ thì cũng đã sang đây, và tôi cũng ngồi với giáo sư Colin và với bác sĩ Hà thì cũng đang lên một cái chương trình, một cái dự án kiểu như thế, và chúng ta làm demo, và từ đó cái chương trình dự án này cái hiệu quả và tác động với các em bé như thế nào, chúng ta có những cái số liệu, và từ đó chúng ta sẽ khuyến nghị chính sách rằng với những em bé nguy cơ thì chúng ta có thể làm được cái điều này thì cho một cách hệ thống. Chứ còn ở tại bệnh viện trung ương thì là bác sĩ sơ sinh thì rất là giỏi đúng không ạ, cứu được rất là nhiều. Thế rồi bác sĩ thần kinh thì là những người mà phát hiện ra được những cái tình trạng bệnh tật, rối loạn phát triển tinh thần vận động rất là tốt. Thế còn đôi khi mà phục hồi chức năng thì phục hồi chức năng về vận động cũng rất là tốt, rồi phục hồi chức năng về tinh thần của khoa tâm thần cho các em bé về tự kỷ hay là em bé mà chậm nói thì cũng rất là tốt. Thì đây chúng ta có hệ thống rồi, có những cái chuyên gia, có con người rồi, nhưng mà set up nhóm như thế nào thì cũng cũng dễ thôi, nhưng mà cái chính sách liên quan đến cái vấn đề về kinh tế y tế cho các em bé này và cho chi trả cho nhóm như thế nào thì đây lại là một cái vấn đề nó đang bị ách tắc lại. Thì đây là cái mà tôi cũng đang sẽ cố gắng để phân tích cái chính sách của chúng ta để có thể đem đến được một cái chương trình tốt nhất cho các em bé ở tại Việt Nam và tại Bệnh viện Trung ương. Thì sau đây thì xin mời ý kiến của các bạn ở trong hội trường cũng như là ý kiến của các bạn trên 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 online. Xin mời các anh các chị, ở đây có hai ý kiến của trên online. Bác sĩ Trần Hà Phương Tâm: tôi có câu hỏi về GMA, xin hỏi bác sĩ Việt Nam có thể học bài đọc bản học bài bản GMA ở đâu? Xin cảm ơn. Và cũng bác sĩ này thì có câu hỏi thứ hai, thầy có thể email cho chúng tôi để chúng tôi hỏi chia sẻ kinh nghiệm khi các ca bất thường thần kinh khó không? Và bác sĩ Triệu Thị Hồng Thái là: we can use Denver 2 for screen development. Xin mời thầy có ý kiến. Và thank you very much, Professor Jain. I think it is very sensible to do things in stages, to start with a small thing and then gradually build on it depending on how things progress. I'm aware that there are a number of challenges which are there within the system. Answering the questions regarding GMA, you can look up the General Movement Trust on the internet
And you can contact directly the General Movement Trust. The unfortunate thing is with the training, it is a four-day training. And often, if as a team you want to access the training, you have to invite them to come and deliver the training. Regarding the Denver 2, it is a very good developmental screening tool, but it is not a screening tool for early detection. And therefore, it will not serve your purpose of the detection at between 3 and 5 months. Trước hết là tôi rất là cảm ơn giáo sư Điển, và tôi biết rằng là chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, và cái việc mà chúng ta sẽ bắt đầu với một nhóm nhỏ là một ý tưởng rất là tốt. Còn về câu hỏi thứ nhất là về GMA, thì chị có thể học GMA trên website là General Movement Trust. Và ở đó thì sẽ có các cái khóa học. Tuy nhiên thì một cái điều không thuận lợi đó là những cái khóa học này sẽ là khóa học 4 ngày và chị sẽ phải mời chuyên gia về giảng cho chị. Còn về câu hỏi về Denver 2 thì Denver 2 là một cái test rất là tốt. Tuy nhiên thì nó không dành cho phát hiện sớm ở 3 đến 5 tháng tuổi. Có ai còn câu hỏi nào nữa không ạ? Xin mời các bạn ở trong hội trường, các bác sĩ sơ sinh ngồi một hàng đây, mời bác sĩ Hà. Dạ, em không có câu hỏi gì đâu vì bọn em đã làm việc trực tiếp với bác ấy rồi. Vâng, xin mời các bạn online, các bạn còn câu hỏi gì không ạ? Các bạn ngồi trực tiếp tại hội trường. Vấn đề nó khó quá à? Vâng, và vừa rồi thì tôi cũng đã bình luận khá nhiều rồi và có những cái khó khăn của tại Việt Nam khi mà áp dụng một cách hệ thống và một cách tổng thể. Thế do vậy thì trong buổi ngày hôm nay thì thay mặt cho Bệnh viện Trung ương, tôi xin cảm ơn đến giáo sư Anap Siêu đã cùng với chúng ta trong hơn một tiếng đồng hồ vừa qua mà cũng đã có được những cái nhìn một cách, các bạn nhìn một cách tổng thể nhé, và phương pháp tiếp cận thôi chứ cũng cần cái chi tiết thì có thể là xin lại cái bài giảng sau, nhưng mà cái cách thức tiếp cận và cái phương pháp thì các bạn nắm được theo cái tình hình mới hiện nay chúng ta cần phải như vậy. Thế và trong buổi ngày hôm nay thì xin cảm ơn đến Phó sư Dung. Vâng, xin còn câu hỏi. Cái này bại não thì cũng chính là, và khi phát hiện ra bất thường thì có chẩn đoán phân biệt được với được bại não với các bệnh khác không? Xin cảm ơn. So the question is regarding how specific the screening tools are. So the first thing to recognize is that it is a screening tool for high risk. At that stage, if it is positive, it is not giving a diagnosis. It is just telling you that this baby is at high risk. So the CINDA is only telling you for across all developmental areas that the baby is at high risk. If you apply the GMA along with Hine and the MRI, and if you take those three together, then it is slightly more sensitive and specific for high risk of cerebral palsy. But to make the diagnosis, you have to keep following up these children. Now, some of these children with your intervention may not then go on to develop any signs because you have intervened, but some of them will go on to develop the signs, and then you can make the diagnosis of whether it is cerebral palsy or any other neurodevelopmental condition. Để trả lời câu hỏi của bạn về chẩn đoán phân biệt với bại não và các bệnh khác, thì đây là công cụ để sàng lọc. Thế và với công cụ sàng lọc như CINDA tôi đã nói với các bạn thì có 96%. Độ nhạy và độ đặc hiệu là 96%. Còn với GMA, Hines và MRI thì là 99%. Thì lúc này các bạn chỉ phát hiện được là trẻ có bất thường về phát triển thần kinh. Tuy nhiên sau đó thì chúng ta cần phải theo dõi và chúng ta sẽ có những cái kích thích can thiệp sớm.
những cái đứa trẻ sau đó thì hoàn có những đứa trẻ sẽ trở về bình thường, nhưng sau đó sẽ có những đứa trẻ biểu hiện các vấn đề khác về thần kinh như là CP bại não hay là các vấn đề khác về về nghe hiểu vân vân. Vâng, và cái Và câu test hỏi này này thì câu hỏi thứ hai thì có lẽ là không còn nhiều thời gian. Là cái câu hỏi thì có lẽ là chúng ta sẽ qua nốt cái câu hỏi thứ hai này. Tôi thấy câu hỏi này cũng là cái câu hỏi trăn trở của tôi, là cái thời điểm 3 năm tháng nên là bác sĩ sơ sinh, bác sĩ thần kinh hay bác sĩ tâm bệnh để khám với các vấn đề về phát triển tâm thần vận động của trẻ. So the testing can be done by anybody from the early intervention team. If it is, if we are talking of SENDA, it can be the neonatologist, it can be any of the therapists, it can be the nurse within the team. So any of these people who potentially are training up in that particular tool are able to administer that particular screening test. Để trước khi trả dịch cái câu trả lời thứ hai của bác thì tôi xin nhắc lại cái với câu hỏi của bạn Xuân Võ là các cái test SINDA hay GMA hay HINS thì không phải là để chẩn đoán mà để sàng lọc thôi ạ. Còn đối với câu hỏi của bạn Thanh Thảo thì tại thời điểm 3 đến 5 tháng cái người mà nên khám vấn đề phát triển tinh thần vận động cho trẻ có thể là bất kỳ ai trong cái đội follow up đó. Có thể là bác sĩ sơ sinh, bác sĩ thần kinh, bác sĩ phục hồi chức năng, thậm chí là một điều dưỡng có kỹ năng và đã được đào tạo ở trong cái team đó đều có thể làm được ạ. It takes about 14 days of regular practice to get reasonably good at the SENDA. GMA takes a bit longer, but generally, you know, the more you do, the better and better you get at it, and the time taken becomes less and less. Và đối với các test thì đối với cái test SINDA thì sẽ mất ít nhất là khoảng 15 ngày để chúng ta làm quen và làm thành thạo với nó. Còn với GMA và HINS thì có vẻ như là dễ dàng hơn để áp dụng. Tuy nhiên thì chúng ta càng thực hành nhiều, càng làm nhiều thì chúng ta sẽ càng quen thuộc và càng làm tốt với các test hơn. Vâng, xin cảm ơn giáo sư Siêu và xin cảm ơn bác sĩ Hoa. Trong cái thời gian tới thì đề nghị chỗ bác sĩ Hà chúng ta sẽ có thể set up một cái lớp học để cho cả hai cái test này để mà cho tất cả các nhóm của chúng ta có thể can thiệp và hiểu được các vấn đề thì chúng ta mới làm. Chứ còn đâu thực ra thì bác sĩ sơ sinh thì cũng chỉ ở trong giai đoạn đầu đời thôi. Thế còn lại thì cái giai đoạn tiếp theo thì cũng lại các bác sĩ khác rất là nhiều. Thế nhưng mà thực tế thì ai cũng có thể làm được nếu như chúng ta phải có được một cái nền tảng về cái kiến thức, kỹ năng và những cái kinh nghiệm trong cái thực hiện về về sàng lọc cho những em bé vì nó cũng khá là tinh tế. Thì thay mặt cho Bệnh viện Trung ương thì xin cảm ơn giáo sư Siêu, xin cảm ơn tất cả các bạn có mặt trong hội trường ngày hôm nay và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi qua website của qua qua đường truyền của Bệnh viện Trung ương. Xin cảm ơn và chúng ta kết thúc cái buổi sinh hoạt hôm nay ở đây.